Đó, nghĩa là cộng với 2 lần. Đấy. Thế thì ở đây bạn sẽ thấy là C1 và C2 là mình tính được cụ thể theo U1 và U2 đúng không? Đấy. Thế là với mọi U1, U2 như vậy luôn luôn tìm được C1 và C2 đúng không? Vậy bạn kết luận là gì? Kết luận là đó. Tắt nhé. Đó. U equal to so A2 fan. Đấy thì đây chính là nội dung của bài thứ 5. Thì ở đây bạn nhìn thấy là đây là mình đã chữa cho các bạn theo cách mà mình sử dụng Gauss Jordan truyền thống đúng không? Đương nhiên là đối với bài này bạn cũng có thể áp dụng một cách làm trước. Đó. Là cách làm đầu tiên đó. Là bạn đưa về hệ phương trình. Đây chứ, đúng không? Cách thứ hai là bạn có thể làm kiểu khác đúng không? Là bạn lại set cho mình cái định thức đúng không? Định thức ở đây nó sẽ là 2 trừ 1 2 đúng không? Định thức cái này nó ra bằng 5. Các không? Suy ra là cái hệ luôn luôn có nghiệm với mọi U1, U2 đúng không? Đấy. Na ná ấy, kiểu kia. Thì như vậy trong trường hợp mà số phương trình bằng với cả số ẩn thì mình sẽ có nhiều lựa chọn về cách làm. Đó. Thì tiếp tục nhé. Như vậy là cái bài 5 này nó sẽ sinh ra cả R2 này. Đó. Bài 6 cũng thế. Hai cái vector này nó không cùng nằm trên một đường thẳng. Đó. Bài 7 cũng thế. Cũng sinh ra. Bài 8 cũng sinh ra. Bây giờ bài 9 và bài 10 ở đây có một vector thôi đúng không? Thế thì một vector nó sinh ra cái gì nào? Một vector nó không thể nào mà sinh ra cả R2 được đúng không? Đây, một vector nó chỉ như này thôi. Đó. Nó chỉ sinh ra một cái đường thẳng thôi. Ra một cái đường thẳng. Nếu như bạn nhân hệ số tức là C lần của V1 đúng không? Đấy, ví dụ bạn có một cái vector V1 thì cái CV1 này sẽ là một đường thẳng. Như C mà dương thì nó sẽ là những cái vector cùng chiều với V1, còn nếu như C mà âm thì là những vector ngược chiều. Đấy, chưa? Như vậy là mình có một cái định hướng đúng không? Mình có một cái định hướng là mình sẽ chứng minh rằng cái bài 9 với bài 10 này sẽ không sinh ra cả R2. Đấy. Thì ví dụ bài 9 chẳng hạn. Bài 9 thì thực ra thì nó cũng có hai cách làm. Cách thứ nhất thì bạn vẫn xét như bình thường, đúng không? Bạn vẫn xét là U thì bằng thì của U1, U2 consider U equal to C1 V1. So this equivalent to. Đấy, bạn có cái biểu thức tổng biểu thức tương đương như thế này. C1 V1 có nghĩa là trừ 3 lần C1. Đó. U1 và 5 lần C1 lại bằng U2. Đó, như vậy điều đấy tương đương là gì? Tương là C1 này của bạn đúng không? Phải bằng là trừ U1 trên 3 lại bằng U2 trên 5. Đó. Như vậy là gì? Như vậy bạn sẽ có là this is solution if and only if. Đây, cái IFS này là viết tắt của if and only if nhé. If and one three equal to five. This mean như vậy là ở đây bạn nhìn thấy là cái hệ này của bạn nó chỉ có nghiệm trong trường hợp này đúng không? Như vậy bạn kết luận là gì? Là nó không thể đúng không? Tại vì là nếu như muốn là span thì nó phải là có nghiệm với mọi U1, U2 cơ. Đấy, mà ở đây thì nó phải kèm thêm một cái điều kiện đúng không? Khác với span. Đó.
Thì đây là một cách làm nhá, đây là một cách làm. Cách làm thứ hai trong trường hợp này thì đơn giản thôi. Bây giờ bạn nhìn thấy nhá, là bạn biết là cái V1 này của bạn ấy nó sẽ sinh ra một cái đường thẳng đúng không? Thì bây giờ bạn muốn chỉ ra rằng là cái không gian R2 không sinh ra bởi cái đường thẳng này. Thì bạn chỉ cần lấy một cái vector nó không nằm trên cùng một đường thẳng. Đó. Bạn sẽ lấy một cái vector không nằm trên cái đường thẳng này. Thì bạn sẽ chỉ ra rằng là cái vector đấy ấy, nó không thể nào biểu diễn tuyến tính được thông qua cái tập S. Đó. Ý tưởng là như thế. Mình nhắc lại nhé. Là bạn biết trước cái tập S này nó là một vector và nó chỉ sinh ra một đường thẳng. Đó. Thì đơn giản là bây giờ bạn lấy một cái vector không nằm trên cái đường thẳng đấy. Thì chắc chắn là cái vector đấy ấy, nó sẽ không thể nào biểu diễn tuyến tính được thông qua cái tập S. Đó, ví dụ ở đây mình lấy đơn giản luôn, mình lấy luôn vector 01 như này. Đó. Lấy vector 01. Đấy. Đấy. V equal to 01. Đấy. Bạn viết luôn. And not be written. A linear combination. Viết thêm bên này nhé. Hợp. Đúng không? Đấy. Đấy, tức là bạn có hai cách làm, đúng không? Cách thứ nhất là bạn vẫn dùng đúng cái khái niệm của nó. Đấy, bạn đặt vector tổng quát ra và bạn thấy rằng là cái hệ này nó chỉ có nghiệm trong cái trường hợp mà cái tham số của nó bị ràng buộc bởi một cái điều kiện gì đấy. Yeah, thì bạn suy ra được là cái không gian này nó không sinh ra bởi cái tập hợp này. Còn cách thứ hai ấy, cũng là cách phổ biến là bạn lấy luôn, bạn tìm luôn một cái vector mà nó không thể nào viết được dưới dạng tổ hợp tuyến tính thông qua những cái vector trong cái tập đấy. Thì ở bài tập này nó đơn giản ở chỗ là nó chỉ có một vector thôi. Đấy, nên là bạn chỉ cần lấy một cái vector khác mà không nằm trên cùng đường thẳng với cái vector này là bạn cũng có thể suy ra được rồi. Đó, đấy. Thế thì các bạn sẽ về các bạn làm những cái ý còn lại nhá. Các bạn lấy vài ý mà các bạn làm, ví dụ các bạn làm bài 6 và bài 10 này. Đó, đấy. Thành một tí thì xem như thế nào. Bây giờ mình đến cái nội dung tiếp theo, đó là khái niệm về độc lập tuyến tính và phụ thuộc tuyến tính. Linear dependent and linear independent. Thì ở đây nhá, nó lại đưa về việc các bạn giải hệ phương trình thôi. Đó. Bây giờ mình cho một tập S gồm các vector là V1, V2 đến VK. Thì cái tập này được gọi là linearly independent, nghĩa là độc lập tuyến tính. Khi và chỉ khi là C1, V1 cộng C2, V2 cộng CK, VK bằng 0, cái hệ này của bạn ấy, nó chỉ có nghiệm tầm thường, nghĩa là nghiệm C1 bằng C2 bằng CK bằng 0 hết đấy. Thì bạn nhìn thấy ở đây nhé, là nếu như bạn coi cái không gian này là không gian N chiều RN đi, thì V1, V2 đến VK nó là một bộ có N tọa độ, đúng không? N tọa độ, thế thì tiếp đến thì C1, V1 cộng C2, V2 cộng đến CK, VK bằng 0 ấy. Nó sẽ cho bạn một cái hệ gồm có N phương trình và K ẩn. Hệ này là hệ thuần nhất, có nghĩa là cái vế phải nó bằng 0 hết. Đúng không? Thế thì các bạn biết là một cái hệ thuần nhất ấy, thì nó luôn luôn có nghiệm. Thế nào? Đấy, có cái nghiệm tầm thường của nó ấy, nó sẽ là nghiệm C1 bằng C2 bằng CK bằng 0 hết. Thì tóm lại là nếu như nó chỉ có nghiệm tầm thường, nghĩa là nghiệm duy nhất, thì cái tập này gọi là tập độc lập tuyến tính. Và ngược lại, nếu như bạn chỉ ra được nó có một nghiệm khác với nghiệm tầm thường, đấy, thì cái tập này nó là tập phụ thuộc tuyến tính. Yeah. Thế thì về mặt hình dung, về mặt hình ảnh nhé. Về mặt hình ảnh, bây giờ nếu như cái tập S này của mình mà chỉ gồm có hai vector, gồm có hai vector, thế thì độc lập tuyến tính và phụ tuyến tính thì khi nào? Ở đây mình cứ vẽ hai chiều thôi, hai vector mình vẽ hai chiều thôi. Bây giờ ví dụ ở đây là V1, V1 và đây là V2.
Thì bạn sẽ thấy nhá, trong trường hợp mà có hai vector ấy thì nó độc lập tuyến tính với nhau khi và chỉ khi là hai cái vector này nó không nằm trên cùng một đường thẳng. Đấy, tại vì sao? Tại vì bạn nhìn thấy có biểu thức là C1 của V1 cộng với C2 của V2 bằng 0, đúng không? Thế thì giả sử như là nó có một cái nghĩ là mình nên nói về cùng tuyến tính hơn nhỉ? Thôi được rồi, thế thì để mình nói theo ngôn ngữ này nhé. Có hai cái khái niệm ở đây, đó là độc lập tuyến tính và phụ thuộc tuyến tính, được không? Mình nghĩ rằng nói về độc lập tuyến tính thì nó sẽ khó hình dung với các bạn hơn, nên là mình sẽ nói theo kiểu phụ thuộc tuyến tính nhé. Phụ thuộc tuyến tính ở đây có nghĩa là gì? Có nghĩa là nó sẽ có nghiệm khác 0,0,0 để sao cho biểu thức này bằng 0, đúng không? Thì trong trường hợp mà hai vector ấy, mà cái C1 và C2 này nó có nghiệm khác 0,0, nghĩa là sẽ có một trong hai cái nó phải khác 0, đúng không? Mình giả sử như là cái C1 này của mình khác 0 thì bạn sẽ có là cái C1 V1 chuyển vế thôi thì nó bằng trừ của C2 V2. Và vì cái C1 này của mình nó khác 0 rồi nên cái V1 này của mình nó sẽ bằng là trừ C2 trên C1 nhân V2. Đấy, cái C1 khác 0 nên chia được mà. Điều đấy có nghĩa là cái V1 và V2 này nó sẽ nằm trên cùng một đường thẳng. Như vậy nhá, là đối với trường hợp mà gồm có hai vector ấy thì hai cái vector này ấy, nó phụ thuộc tuyến tính với nhau khi và chỉ khi nó phụ tuyến tính nhau khi và chỉ khi là nó nằm trên cùng một đường thẳng. Đây, đây là một vector và đây là vector thứ hai. Và ngược lại, nó độc lập tuyến tính với nhau nếu như mà nó không nằm trên cùng một đường thẳng. Thế đối với ba vector thì sao? Đối với ba vector thì ở đây bạn sẽ hiểu, bây giờ mình sẽ vẽ ra một cái không gian ba chiều. Mình có hai vector sẵn, vector V1 và V2. Đương nhiên là hai vector này không nằm trên cùng một đường thẳng. Hai cái vector này sẽ tạo ra một mặt phẳng, đúng không? Thế thì ở đây nhá. Thì đối với ba vector, ba vector ấy mà nó phụ thuộc tuyến tính với nhau khi và chỉ khi là có một vector nằm trên cái mặt phẳng chứa hai vector còn lại. Nghĩa là ví dụ V1 và V2 như thế này, thì V3 mà muốn phụ thuộc tuyến tính vào hai vector này ấy, thì cái vector V3 nó sẽ phải nằm trên cùng một mặt phẳng kiểu như này. Đây là V3 chẳng hạn. Về mặt hình ảnh là như thế này. Và đương nhiên rồi, nó là độc lập tuyến tính khi và chỉ khi là không có vector nào nằm trên cái mặt phẳng chứa các vector còn lại. Như vậy là đấy là mình nói qua về cái mô tả về mặt hình ảnh có vector. Còn về mặt tính toán thì cái khái niệm nó đưa ra rất rõ ràng rồi, đúng không? Mình sẽ quy hết về việc bằng giải hệ phương trình. Ở đây mình có tập S. Đấy, có một cái bài tập mẫu như này, tập S này gồm có 3 vector, đúng không? Và bạn kiểm tra xem cái tập S này là độc lập tuyến tính hay là phụ thuộc tuyến tính. Thì đơn giản là bạn lại đưa về là C1 V1 cộng C2 V2 cộng đến C3 V3 bằng 0, đúng không? Và mình có một cái hệ phương trình như này. Có một cái hệ phương trình. Đúng không? Thì hệ phương trình này bạn lại lập ma trận AB ra, đúng không? Lập ma trận AB ra và bạn giải ra. Bạn ra được đúng là C1 bằng C2 bằng C3 bằng 0. Vậy từ đó bạn suy ra S này is independent Từ giờ thì mình sẽ viết tắt nhé. Mình sẽ viết tắt một cái là theo I B. Đó. Viết đi viết lại cái từ này, cả hai chữ đều dài nhá. Như vậy về mặt hình ảnh là như thế, đúng không? Cũng đương nhiên rồi, nếu như bạn xét trong trường hợp k vector, đúng không? Thì k vector thì bạn có thể hiểu cách gọi là bản chất luôn cũng được đấy. Đối với k vector nhá, thì cái tập này, tập k vector đấy ấy, là phụ thuộc tuyến tính với nhau, linearly dependent, khi và chỉ khi là có một vector nào đó
nó nằm trong cái phẳng tạo bởi các vectơ còn lại. Bạn hiểu không? Giờ mình sẽ xóa đi nhá. Ở đây mình có một số bài tập. Đó. Bạn kiểm tra về tính độc lập tuyến tính và phụ thuộc tuyến tính của những cái tập này. Nhá. Độc lập tuyến tính và phụ thuộc tuyến tính tập này. Thế thì thông thường thì các bạn sẽ giải hệ phương trình thôi. Đó. Ví dụ ở bài 23 này chẳng hạn nhé. 23 này chẳng hạn. Thì bạn đơn giản là gì? Bạn xét là C1 của trừ 22 cộng với C2 của 35 bằng 0,0. Giải nó ra. Đấy, giải nó ra. Thì trong trường hợp này ấy, bạn lại nhìn thấy là hai cái vector này ấy, nó nằm trên không gian hai chiều đúng không? Và nó lại không gấp nhau một số lần. Cho nên chắc chắn là cái tập này là tuyến tính. Đó, giải ra, vân vân. Giải ra hệ phương trình nha. Tập hệ phương trình. Không. Thế thì có một số cái ví dụ mình muốn nhấn mạnh với các bạn. Ví dụ là bài tập số 24. Bài 24 nhé. Ở đây bạn nhìn thấy cái vector thứ nhất này nó gấp trừ 2 lần vector thứ hai đúng không? Thế thì nếu như bạn đã có một cái quan sát như thế thì không nhất thiết bạn phải lập cái hệ phương trình C1 vector đầu tiên cộng C2 vector thứ hai. Đó. Ví dụ mình làm cách đầu tiên nhé. Làm cách đầu tiên là mình vẫn làm theo kiểu truyền thống này. Đó là C1 của trừ 24 cộng với C2 của 1 trừ 2 bằng 0. Điều này tương đương với trừ 2 lần C1 cộng với C2 thì bằng 0 và 4 lần C1 cộng với C2 bằng 0. Đó, thì bạn nhìn thấy là cái hệ bên dưới nó gấp trừ 2 lần bên trên nên bạn có thể vứt đi được đúng không? Thế là tương đương là gì? Bạn bây giờ bạn chọn là C1 bằng T đúng không? T. Bạn có là C2 2T. Và bạn chọn T equal to 1 nhân đây là T thuộc R. Bạn chọn T bằng 1 thì khi đó bạn sẽ có là bạn thay thẳng vào đây, thay thẳng vào đây. Thì bạn sẽ có là một lần trừ 24 cộng với hai lần 2 không. Như vậy là ở đây nhá, bạn đã tìm được một bộ số đúng không? Đây là C1 chứ có gì đâu. C1 đây chứ có gì đâu. Và đây là C2 đúng không? Như bạn tìm được một bộ số C1 C2 khác 0,0 để sao cho C1V1 cộng C2V2 bằng 0. Đấy, vậy từ đó bạn suy ra. Bạn suy ra tập này. Yeah, đấy. Tóm lại là gì? Tóm lại là để chỉ ra nó là dependent phụ thuộc tuyến tính, đúng không? Thì bạn cần chỉ cho mình ra một bộ số cụ thể khác 0,0 để sao cho là cái tương ứng khi mà nhân với cái vector xong rồi cộng vào với nhau thì sao bằng 0. Cách làm thứ hai là gì? Cách làm thứ hai thì mình vừa nói với các bạn là nếu như bạn đã có một quan sát từ trước đó là bạn thấy là cái vector đầu tiên gấp trừ 2 lần vector thứ hai ấy, thì bạn sẽ làm như này này. Trừ 2, 4. Đó, thì bạn thấy là nó bằng trừ 2 của 1 trừ 2. Đó, như vậy điều đấy tương đương với một lần trừ 2 cộng với hai lần 1 trừ 2 bằng 0. Vậy từ đó lại suy ra S is linearly dependent. Tóm lại là gì? Là đây chính là cái key này. Bạn phải chỉ ra được cái này. Bạn thích giải hệ phương trình hay là bạn thích mò làm thế nào thì làm. Miễn là bạn viết được một cái biểu thức với số cụ thể như thế này. Đấy thì khi đấy bạn mới kết luận được là linearly dependent. Nhưng bài 26 bạn có thể là hoàn toàn tương tự.
Tất nhiên là bài 26 này bạn sẽ thấy là không có vector nào gấp vector kia một số lần, đúng không? Nhưng mà ở đây bạn nhìn thấy là ở đây nó có 3 vector trong hai chiều, đúng không? Nhưng mà về mặt cảm giác là mình sẽ biết được là đây, nó sẽ làm như này. Về mặt cảm giác là mình sẽ hình dung ra được là cái tập này thì nó sẽ phụ thuộc đến tính thôi. Tại vì cái không gian nó có hai chiều mà đây có 3 vector cơ mà. Nó sẽ bằng bao nhiêu lần của 10 cộng với bao nhiêu lần của 11. Ở đây mình dùng một siêu năng lực gọi là siêu năng lực tính nhẩm, đúng không? Tính nhẩm thì đơn giản thôi, bạn nhìn nhá. À, cái 10 này có số 0 ở đuôi đúng không? Nên là nó sẽ không có vai trò gì ở tọa độ thứ hai. Thì ở đây bạn có -1 này, ở đây là 1 này, đúng không? Như vậy bắt buộc chỗ này phải là -1. Khi mà -1 đây rồi đúng không? Nhân với 1 ở đây vào thì ra -1, mà đây là 2, đúng không? Như vậy thiếu 3, mà đây là 1, như vậy là 3. Như vậy từ đó bạn suy ra 3 lần của 10 cộng với -1 lần của 11 rồi à, cộng với -1 lần của 2 1 nó bằng 0. Và gì suy ra tập S này is nearly tandem. Thì chắc như vậy cái key ở đây là chính là cái bước này nhá. Lúc nào bạn cũng phải cố gắng bạn chỉ ra được một cái bộ số nào đấy khi mà nhân tương ứng với vector rồi cộng vào với nhau làm sao bằng không, thì khi đấy bạn sẽ kết luận là cái tập này là phụ thuộc trên tính. Như vậy các bạn làm tương tự các câu còn lại. Thế còn đối với bài 43 đến 46 à, thì mình sẽ chữa thêm một ý của cái bài này. Tại vì cái bài này người ta dùng một không gian P2 đúng không? Không gian P2 này là các bạn rất hay bị nhầm này. Thì là cứ bị nhầm không gian này thôi. Thế thì ví dụ bài 43 chẳng hạn nhé. 43. Bạn làm như nào thì đầu tiên là bạn cứ làm như bình thường. Đầu tiên là C1 của 2 trừ đi x cộng với C2 2x trừ đi x bình rồi cộng với C3 trừ đi 5x cộng với x bình bằng 0. Đấy, xét như bình thường. Thế thì bây giờ bạn sẽ nhóm tất cả những cái cùng bậc với nhau tương đương với 2 lần C1 đúng không? Cộng với 6 lần C3. Đây là hệ số tự do này, đúng không? Cộng với trừ C1 cộng 2 C2 trừ 5 C3 x. Còn đối với x bình thì cộng với trừ C2 đó, cộng với C3 x bình bằng 0. À, đến đây mình chậm lại một tí nhá. Thế thì ở đây nhá, cái bằng 0 ở đây ấy, bạn phải hiểu là như thế nào. Ở đây cái P2 ấy, nó là một không gian vector và cái phần tử 0 ở đây này, bạn phải hiểu nó là một vector 0. Vector 0 nghĩa là như thế nào? Nghĩa là nó bằng 0 cộng 0x và cộng với 0x bình. Và cái đẳng thức này, cái đẳng thức bằng 0 như này này, thì bạn phải hiểu là từng cái tọa độ của nó bằng nhau. Đấy. Chứ không phải là bạn gặp cái bài này phát bạn lại tính delta luôn vào cái nhìn thấy x bình các thứ và tính delta để tìm điều kiện C1, C2, C3 để phương trình có nghiệm. Để phương trình bậc hai có nghiệm. Này không đúng, đúng không? Về mặt bản chất nhá thì số 0 ở đây này nó là một vector mà hai vector bằng nhau nghĩa là từng cái tọa độ nó bằng nhau. Đúng không? Như vậy bạn lại tương đương với một cái hệ phương trình. Tương đương một hệ phương trình đó là 2 lần C1 cộng với 6 lần C3 bằng 0 trừ C1 cộng 2 C2 trừ 5 C3 0 trừ C2 cộng với C3. Đó, nó sẽ tương đương một cái hệ phương trình như này và bạn giải hệ phương trình đấy ra, đúng không? Xem nó có nghiệm duy nhất là nghiệm 0 0 hay không, hay là nó có những cái nghiệm khác. Từ đấy tương ứng sẽ đưa ra những cái kết luận đối với câu này. Đó, câu này thì mình chưa tính thử, mình chưa biết. Nhưng mà khả năng cao chậm xem nào.
Câu này nó phụ thuộc đến tính đấy, nó phụ thuộc đến tính, khả năng cao là phụ thuộc đến tính. Nếu như mình nhầm không nhầm. Ok, thế thì đây, đây là những cái bài tập mà các bạn sẽ về các bạn làm nhá. Đây là cũng là cái bài mình chữa mẫu rồi. Mình cũng nhấn mạnh với các bạn là đâu là những chỗ các bạn cần lưu ý. Bây giờ mình xóa đi này. Tiếp tục. Mình sẽ nhắc lại cho các bạn một số cái remark ở đây. À, vừa rồi có một cái bài tập khá là hay mà mình quên mất mình chưa chữa. Đây này, quên mất. Quay lại. Ở đây nhá, nó có bài 25. Đó, bạn nhìn thấy bài 25 mà nó gồm có vector 0,0 và vector 1,1 đúng không? 25 nhá. Thế thì cái bài này nó đặc biệt ở chỗ nó có vector 0,0. Đó, thế thì đối với cả những cái tập hợp mà có vector 0,0 này này, thì mình luôn luôn kết luận là cái tập này là tập phụ thuộc đến tính. Tại vì sao? Bạn nhìn nhá. Một lần của 0,0 cộng với 0 lần 1,1 thì nó đúng bằng 0 đúng không? Đó, hiển nhiên rồi, đúng không? Như vậy là đây bạn đã tìm được một bộ số là 10 các 0,0 đúng không? Để khi nó nhân vào rồi nó cộng vào với nhau nó ra bằng 0. Đấy, như vậy thì nó bạn suy ra là cái tập S này. Independent. Đó. Đấy, đây là một cái trick khá là thú vị đối với những cái trường hợp mà nó có 0,0 như này. Bạn cứ nhân với vector 0,0 đến với 1 đúng không? Còn là các vector còn lại cho hệ số bằng 0 hết. Như vậy kiểu gì cái tổng của bạn ra bằng 0 thôi. Tiếp tục nhá. Đây, bây giờ mình sẽ tổng hợp lại một số cái remark mà các bạn cần nhớ này. Nhất nhá. Đó là nếu như cái tập của mình nó chỉ gồm có một chỉ gồm có hai vector V1 và V2. Đó. Thì cái này is linear dependent if and only if khi và chỉ khi tồn tại một số C sao cho hoặc là V1 bằng C lần của V2 hoặc là V2 thì bằng C lần của V1. Được chưa? Đấy. Nghĩa là hai cái một cái tập gồm có hai vector mà nó phụ thuộc tuyến tính với nhau khi và chỉ khi là có vector này gấp vector kia một số lần. Thế nào? Thế cái trường hợp thứ hai đó là gì? Mình vừa nói rồi đúng không? Nếu như cái tập của mình gồm có một vector 0 và một số vector khác. Đây chẳng hạn. Được. Thì cái tập này ấy, thì nó cũng independent. Cos 0 V1 dot 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 plus 0 VK equal to 0. À, thứ ba đây. Cái này thì mình thấy mình cũng hay dùng hơn là những cái, tức là bạn muốn kiểm tra độc lập tuyến tính và phụ thuộc tuyến tính thì bạn sẽ dùng là C1V1 cộng đến CKVK đúng không? Nhưng mà thông thường ấy thì không nghĩ theo kiểu đấy. Kiểu đấy thì thường nó mất thời gian. Sao lắm. Nghĩ theo cái hướng này. Ví dụ mình có một bộ C1V1V2 đến VK đó. Thì nó có một cái kết quả như này nhá. Cái tập này là linear dependent if and only if there is vector which
thì một cái tập V1, V2 đến VK nó là phụ thuộc tuyến tính khi và chỉ khi là nó có một cái vector mà có thể viết được dưới dạng cái tổ hợp tuyến tính thông qua các vector còn lại. Thế thì ví dụ nhé, ví dụ ở đây mình có V1. Ví dụ V1 thì bằng là C2 V2 cộng chấm 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 cộng đến CK VK. Đó. Trong đó thì C1 C2 đến CK là số thuộc R. Thế thì nếu như bạn có một cái biểu thức như thế này thì bạn chuyển vế nó sang tương đương với trừ một lần của V1 cộng với C2 V2 cộng chấm 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 cộng đến CK VK bằng không. Đó. Thế thì khi mà các bạn viết như này ấy thì bạn sẽ nhìn thấy cái hệ số của nó là gì. Cái C2 đến CK nhé, thì mình không biết nó có bằng không hay khác không, mình không cần biết. Đó. Nhưng mà vì cái tọa độ đầu tiên này là trừ 1, cho nên cái bộ số ở đây ấy, nó sẽ khác bộ số 0, 0, 0, 0 hết rồi, đúng không? Như vậy thì mình sẽ kết luận được là từ cái đẳng thức như này thì mình suy ra được là cái tập của mình là tập linearly dependent. Đó. Đấy. Như vậy bạn có thể nhìn nhìn theo một cái góc độ khác là cái việc linear dependent này. Nó sẽ tương đương với cái việc là nó sẽ có một vector nào đấy có thể viết được dưới dạng một tổ hợp tuyến tính thông qua các vector còn lại. Thì đấy cũng là một cái cách nhìn khá là hay của cái định nghĩa này. Đó, thay vì việc mình cứ phải lấy C1 V1 cộng C2 V2 cộng với CK VK bằng không, đúng không? Rồi mình xét cái hệ phương trình thứ nhất. Thì bây giờ mình có thể mình ngồi mò, đúng không? Mình có thể mò xem là có vector nào bằng một số lần nào đấy các vector còn lại cộng với nhau hay không. Đấy chính là cái ý tưởng. Đó. Tưởng. Bây giờ đến một cái trường hợp đặc biệt, là một cái trường hợp là số vector bằng với số chiều, và bài tập này thì nó không hề đơn giản tí nào, đúng không? Tìm cái tham số t để sao cho những cái tập sau là những tập độc lập tuyến tính. Đó. Thì các bạn nhìn thấy ở đây nó đều có ba vector trong không gian 3 chiều ấy, thì nó có một cái định lý như này, theorem như này nhé. Ví dụ mình cho tập S gồm n vector V1, V2 đến Vn. Cái tập này thì nằm trong không gian Rn, nghĩa là từng cái vector có n tọa độ đấy. Then, đây bạn có cái điều như sau. S independent if and only if. Cái định thức hàng đầu tiên là V1, hàng thứ hai là V2 và hàng cuối cùng là Vn. Cái định thức này nó bằng không. Đây là một cái kết quả nó khá là hay trong cái việc kiểm tra là độc lập tuyến tính hay phụ tính. Thế là gì? Có nghĩa là nếu như bạn có một cái tập gồm có n vector trong không gian n chiều, nghĩa là số chiều bằng số vector đấy, thì bạn có thể hoàn toàn kiểm tra tính độc lập tuyến tính và phụ thuộc tuyến tính thông qua định thức. Nếu như định thức của bạn bằng không, nếu như định thức bằng không thì cái tập này của mình nó sẽ là tập phụ thuộc tuyến tính. Ví dụ bài tập 39A chẳng hạn. Thì các bạn lập cái định thức ra, đúng không? Nó sẽ là bạn viết thành hàng hết nhé. T11 1T1 T. Bạn tính ra. Đó. Đấy, thế thì bạn sẽ quy về cái việc là bạn sẽ phải tìm T. Đấy. Đấy, bài này người ta yêu cầu là tìm T để cái tập này, cái bộ này là bộ độc lập tuyến tính, đúng không? Thì bạn sẽ phải tìm T để cho tất tức khác không. Đó. Độc lập tuyến tính thì định thức khác không, còn phụ thuộc tuyến tính thì định thức nó bằng không. Đương nhiên là cái định thức này nó sẽ ra một cái phương trình với t là ẩn, đúng không? Phương trình bậc 3 với t là ẩn sẽ bằng t mũ 3 cộng với cái gì đấy, đúng không? T mũ 3 cộng với cái gì đấy, t bình có bao nhiêu, t cộng bao nhiêu đấy. Tóm lại là nó sẽ đưa về việc các bạn giải một cái bậc 3, bậc 3.
Đấy, đây chính là nội dung của bài 3940 nhá. Các bạn nhớ là cái bài tập này nó khá đặc biệt vì nó có tham số là một này, và thứ hai là số vectơ bằng với số chiều. Đấy, thì mình có thể sử dụng cái công cụ về định thức. Mình dùng cái định thức là mình kiểm tra cũng khá là hay. Ok. Tiếp nhá. Tiếp theo mình đi đến cái khái niệm cuối cùng của buổi hôm nay, đó là khái niệm về cơ sở và số chiều. Thì đây cũng là những cái khái niệm quan trọng nhất của cái chương này, của cả cái chương này. Thế thì đầu tiên là khái niệm về cơ sở, khái niệm về cơ sở, basis. Khái niệm cơ sở ấy thì nó đơn giản thì nó là tổ hợp của hai khái niệm. Thứ nhất thì là hệ sinh. Đấy, nghĩa là gì? Nghĩa là V span của S, hay là viết cách khác thì tập V này sẽ viết được dưới dạng là C1 của V1 cộng C2 V2 cộng đến CK VK. Trong đó tất cả các chỉ số CI này đều phải thuộc R. Đấy, được chưa? Đấy là cái đầu tiên nhá. Và cái thứ hai đó là tập S này là độc lập tuyến tính. Độc lập tuyến tính ở đây, đây mình viết lại cái định nghĩa của nó ra cho các bạn xem. Đó là C1 V1 cộng C2 V2 cộng đến Tn Vn bằng 0 khi và chỉ khi C1 bằng C2 bằng đến Cn cùng bằng 0. Tức là có nghiệm duy nhất là nghiệm tầm thường. Thế thì cái khái niệm về cơ sở này này, khái niệm về cơ sở này thì hình dung của nó như thế nào, về mặt hình ảnh của nó là như thế nào? Thì bây giờ ví dụ bạn có một không gian 3 chiều như này, bạn có hai cái vector, nó tạo ra bạn một cái mặt phẳng kiểu nha. Thế thì cái mặt phẳng này này, thì cái tập U1 và U2 này, tập U1 và U2 này thì nó sẽ sinh ra cả cái mặt phẳng này. Tại vì sao? Tại vì lúc đầu thì mình đã biết là hai cái vector thì tạo ra một cái mặt phẳng rồi, đúng không? Cho nên cái U1 và U2 này nó sẽ là tập sinh của cái mặt phẳng. Nghĩa là mọi cái vector trong cái mặt phẳng này thì bạn đều có thể viết được dưới dạng C1U1 cộng với cả C2U2. Thứ hai ấy, là vì hai cái vector này ấy, nó không gấp nhau một số lần nên nó độc lập tuyến tính với nhau. Như vậy là trong trường hợp cái mặt phẳng này thì hai cái vector U1, U2 này nó lập thành một cơ sở. Thế đương nhiên là nếu như bạn lấy một vector thứ ba, dụ vector U3 như thế này, thì bạn sẽ thấy là khi đó U1 và U2 và U3 thì không phải là cơ sở. Không phải là cơ sở. Nó vẫn sinh ra cả cái không gian này, cả cái mặt phẳng này, đúng không? Nó vẫn sinh ra cả cái mặt phẳng này. Nghĩa là từ ba vector này ấy, bạn cứ nhân các cái hệ số tương ứng vào là bạn sẽ viết được mọi cái vector trong mặt phẳng này. Tuy nhiên ấy, vì cái U3 nó nằm trên mặt phẳng chiếu U1 và U2, nên là cái U3 này với U1 và U2 nó không tạo ra một tập độc lập tuyến tính. Nó không tạo ra một tập độc lập tuyến tính. Và khi mà không độc lập tuyến tính ấy, thì mọi vector nó có thể biểu diễn được một cách, rất nhiều cách, đúng không? Nó có thể biểu diễn rất nhiều cách thông qua những cái bộ ba vector này. Thì trong cái ví dụ đầu tiên mình đã đưa cho các bạn xem rồi, đúng không? Mình có ba cái vector và mình thấy rằng là có một cái vector V kép nó có thể biểu diễn được một cách, rất nhiều cách, đúng không? Có những cái tham số, chọn tham số thì bạn có thể biểu diễn thông qua rất nhiều cách thông qua bộ ba vector đấy. Thì trường hợp này nó cũng giống tương tự. Nếu như ba cái vector U1, U2, U3 này mà nằm trên cùng một mặt phẳng ấy, thì mọi cái vector khác ấy, nó đều có thể biểu diễn thông qua rất nhiều cách thông qua U1 và U2. Như vậy là U1, U2, U3 này thì nó không phải là cơ sở. Tuy nhiên ấy, nếu như bạn chỉ lấy là U1 và U3 hoặc là U2 và U3
thì nó vẫn tạo thành cơ sở của cái mặt phẳng này. Yeah. Đấy. Về mặt hình dung nó là như thế. Hình dung ở trong mặt phẳng là như này. Thế còn ở trong không gian 3 chiều thì bạn sẽ lấy ba cái vector. Ba cái vector mà không có vector nào nằm trên mặt phẳng trừ hai vector còn lại. Những cái bộ ba vector như thế thì nó sẽ sinh ra cả không gian R3 và nó cũng sẽ là cơ sở của R3 luôn. Nhưng 4 chiều, 5 chiều, 6 chiều thì không thể nào mà phát biểu để các bạn hình dung được, đúng không? Vì các bạn không hình dung được những không gian này nó như thế nào. Thế thì cái khái niệm về cơ sở này này, nó có một cái khái niệm khác mà mình muốn nhấn mạnh ở đây. Cái khái niệm này thì nó rất dễ là kiểm tra nhé. Cái khái niệm này khi mà người ta phân chia cái khái niệm cơ sở sang ra hai khái niệm con, một là hệ sinh và hai là độc lập tuyến tính, thì cái việc kiểm tra nó rất là dễ. Nhưng mà nếu như dùng cái khái niệm cơ sở như này này, nó sẽ mất đi một cái tính chất rất là đẹp của cơ sở. Thì mình có một cái định nghĩa thứ hai là định nghĩa tương đương. Yeah. Thì cái tập S này is a basis of V if for every V V is unique, sẽ tồn tại duy nhất một cái bộ số C1, C2, Cn sao cho V thì bằng C1, V1 cộng C2, V2 cộng đến Cn, Vn. Nó có một khái niệm thứ hai, đó là S là cơ sở nếu như với mọi vector đều chỉ viết được dưới dạng tổ hợp tuyến tính một cách duy nhất thông qua cái tập này thôi. Yeah. Đều có thể viết được dạng duy nhất thông qua cái vector này. Thì cái khái niệm này ấy, các bạn sẽ gặp lại, cái định nghĩa theo kiểu này các bạn sẽ gặp lại ở cái bài về tìm tọa độ của vector trong cơ sở. Đó. Nó có ý nghĩa rất là lớn trong việc đổi tọa độ. Trong việc tính toán ngày nay thì dùng cái này thì nó tiện hơn rất là nhiều. Đấy, mình sẽ nhắc lại và mình sẽ nhấn mạnh lại vào những buổi học sau. Và buổi học này thì mình giới thiệu trước cho các bạn. Đó, mình giới thiệu trước cho các bạn là có một cái định nghĩa như thế. Là tập S là một cơ sở nếu như mọi vector đều biểu diễn tuyến tính một cách duy nhất thông qua cái tập này. Yeah. Thế thì bây giờ mình lấy một số ví dụ nhé. Ví dụ trong R2 này, mình có một cơ sở S là gồm vector đó là 1, 0, 0, 1. Đây là cơ sở tự nhiên, đó, cơ sở tự nhiên của S. S1 đi. S2 mình lấy các vector ví dụ như là 1, 0 và 1, 1. Yeah. Đấy. Thì đây cũng là một cái cơ sở của nó nhé. Tương tự như thế, đó. S3 mình lấy có thể là vector 1 2 từ S4 sẽ lấy là 2 1 2. Thế thì ở đây nhá, mình muốn nhấn mạnh điều gì? Về mặt tập hợp nhá. Về mặt tập hợp thì tập S3 này và S4 là giống hệt nhau. Vì nó đều chứa hai cái vector như này, 1 2 và 2 1. Nó chỉ khác nhau thứ tự thôi. Như vậy nhá, là về mặt tập hợp nó giống hệt nhau. Nhưng mà đã xét đến cơ sở ấy thì cái S3 và S4 này người ta coi là hai cơ sở khác nhau. Tức là gì? Tức là nếu như bạn có một cơ sở mà bạn đổi chỗ các vector thì bạn sẽ tạo ra được một cái cơ sở mới khác hoàn toàn cơ sở trước. Đó. Như vậy mình nhắc lại nhá. Về mặt tập hợp thì có thể giống nhau, nhưng mà nếu như mà bạn thay đổi thứ tự của vector, bạn đã coi như bạn tạo ra một cái cơ sở mới rồi đấy. Đó. Và ở đây nó có một cái nhận xét, nó là gì nào? Là một cái không gian vector ấy thì nó có vô số cơ sở. Nhưng mà tất cả những cái cơ sở đấy ấy, nó đều có chung số phần tử. Yeah. Tất cả các cơ sở đều có chung số phần tử. Và cái con số phần tử đấy ấy, thì người ta định nghĩa nó là số chiều. Đây, định nghĩa như này. Chiều, dim, dim v bằng n. Nếu như có một cơ sở mà chứa n vector.
thì người ta định nghĩa cái dim v này bằng đúng n. Cho nên đấy, các bạn sẽ nhìn thấy là cái R2 này chẳng hạn, thì bạn nói rằng là số chiều của nó bằng 2 không phải là vì nó mũ 2 ở đây đâu, mà là vì nó có một cơ sở, nó chứa hai phần tử như này. Nói vậy là để các bạn sẽ không mắc sai lầm. Ví dụ ở P2 chẳng hạn, trong P2 nhé, thì cái cơ sở tự nhiên của nó sẽ là 1 x và x bình. Đúng không? Như vậy cái cơ sở này của nó gồm có 3 phần tử. Như vậy cái dim P2 này nó phải bằng 3 cơ, chứ nó lại không phải là bằng con số 2 như này. Đấy, như vậy bạn phải cẩn thận nhé, rất cẩn thận ở khái niệm về về số chiều. Số chiều thì nó sẽ là số vector trong một cơ sở. Đó, chứ nó không phải là những con số mà bạn nhìn thấy trên cái ký hiệu của cái không gian này. Nên là thật là cẩn thận ở phần này nhé. Bây giờ mình sẽ xem một số bài tập. Đáp rồi. Ở đây mình có một cái remark trước, trước khi vào bài tập mình có một cái remark. Là một cái không gian vector thì có vô số cơ sở. Nhưng mà tất cả những cái cơ sở này ấy, thì nó đều có chung số phần tử. Và cái con số, số phần tử đấy thì được gọi là số chiều của không gian vector. Đấy là cái mà mình vừa nói rồi đúng không? Bây giờ đến những cái mà nó sâu hơn một tí. Ở đây nó cũng sẽ là một cái mẹo mực để các bạn áp dụng khi làm bài tập đấy. Thứ nhất nhé, là nếu như một tập mà nó có số phần tử nhiều hơn số chiều của không gian thì chắc chắn nó cũng không phải là cơ sở đúng không? Vì nếu là cơ sở thì số phần tử nó phải bằng số chiều đúng không? Mọi cơ sở đều có số phần tử bằng số chiều. Nhưng bây giờ cái tập này ấy, nó có số phần tử lớn hơn số chiều. Như vậy nó không thể nào là cơ sở được. Bây giờ một cơ sở thì nó lại có hai cái tiêu chuẩn. Một là hệ sinh và hai là tuyến tính. Thế thì nó vi phạm tính chất nào? Thì câu trả lời ở đây này, là nó sẽ vi phạm tính độc lập tuyến tính, có nghĩa là cái tập này chắc chắn là phụ thuộc tuyến tính. Thế thì ví dụ ở đây nhé, là bạn có một tập S gồm các vector là V1, V2, V3 và V4 trong không gian 3 chiều như này. Đấy, thế thì không cần phải đặt bút tính cũng biết được là cái tập S này nó chắc chắn không phải là cơ sở, đúng không? Vì số chiều đi bằng 3 mà, đúng không? R3 này có chiều bằng 3 thì chắc chắn nó không thể nào là cơ sở được. Và hơn thế nữa, mình còn có thể dự đoán được rằng là cái tập S này là nó phụ thuộc tuyến tính. Linearly dependent. Đấy. Đây là một cái định hướng, đúng không? Thế thì khi mà mình thấy nó phụ thuộc tuyến tính rồi thì mình sẽ nghĩ theo cái chiều hướng là mình sẽ viết một cái vector dưới dạng tổng của các vector khác, kiểu kiểu như thế. Tổng với những cái hệ số nhân với các vector khác, đúng không? Thứ hai nhá, đó là nếu như một tập mà nó có ít phần tử hơn số chiều của không gian thì cũng như thế, nó không thể nào là một cơ sở, đúng không? Ví dụ mình cho một tập S như này, chỉ gồm có hai vector thôi mà nó lại nằm trong R3, đúng không? Thế thì chắc chắn là đây cũng không phải là cơ sở. Và nó sẽ vi phạm cái tính chất còn lại, có nghĩa nó không thể nào là một hệ sinh được. Thế thì muốn chỉ ra nó không phải là một hệ sinh ấy, thì bạn chỉ cần chỉ ra một cái vector mà không thể biểu diễn tuyến tính được thông qua cái tập đấy thôi, đúng không? Ví dụ trong R3 nhé, mà bạn có hai vector như này, thì hai vector như này ấy, nó sẽ tạo ra mặt phẳng, đúng không? Bạn chỉ cần lấy một vector mà không nằm trên cái mặt phẳng đấy
là bạn có thể chứng minh được rằng là cái vector thứ ba này, cái vector bạn vừa chọn đấy, nó không thể nào biểu diễn tuyến tính được thông qua V1 và V2. Bạn sẽ viết được là V bằng C1 V1 cộng C2 V2, rồi bạn giải ra, bạn ra là vô nghĩa, kiểu như thế. Như vậy là trong trường hợp mà số vector ít hơn số chiều thì nó sẽ không phải là hệ sinh. Thứ ba là nếu như mà một tập, bây giờ là trường hợp hay nhất này, đúng không? Là một tập mà có số vector bằng đúng với số chiều, equal, đúng không? Bằng đúng số chiều. Thế thì kết luận ở đây là gì? Kết luận ở đây nhá, là trong cái trường hợp số vector bằng với số chiều thì thay vì việc kiểm tra cả hai cái tiêu chuẩn về phụ thuộc tuyến tính và độc lập tuyến tính thì bạn chỉ cần kiểm tra tính độc lập tuyến tính cho mình thôi. Và người ta đã chỉ ra rằng là cái tập này là cơ sở khi và chỉ khi nó độc lập tuyến tính. Khi và chỉ khi độc lập tuyến tính. Và độc lập tuyến tính là khi nào? Là khi định thức khác không. Khi định thức nó khác không. Đấy, như vậy đây chính là một cái công cụ khá là mạnh để các bạn có thể đưa ra được cái định hướng để các bạn làm bài. Tất nhiên đây chỉ là đưa ra định hướng thôi nhá, chứ đây không phải là kết luận. Các bạn đi thi, các bạn không được viết vào bài kiểu như là chỗ này tập này có số vector lớn hơn số chiều nên là theo cái remark của thầy Dương thì ta suy ra nó không phải là cơ sở. Không được, đúng không? Đây là những cái gọi là cái định hướng để các bạn làm bài dễ hơn, đúng không? Làm bài phải có định hướng chứ, đúng không? Làm bài mà không có định hướng thì cứ mò kim đáy bể suốt à. Đó. Tiếp tục này. Bây giờ mình sẽ có một số cái bài tập. Đó. Mấy bài tập này thì đơn giản thôi. Đầu tiên là cái bài tập 1 đến 6, đó là viết cái cơ sở tự nhiên của cái không gian này. Đó. Cơ sở tự nhiên của cái không gian này. Thế thì cái không gian này thì để viết cơ sở tự nhiên ấy thì nó có cái mẹo như này nhá. Ví dụ cái R4 này chẳng hạn. Thì đầu tiên là bạn sẽ viết cho mình cái phần tử tổng quát của cái không gian này ra đã. Nó sẽ là A, B, C, D, đúng không? Bây giờ bạn muốn viết cơ sở tự nhiên ấy thì bạn cứ đi từ trái sang phải, bạn thay một cái bằng một còn lại bằng không hết. Bạn ra là 1, 0, 0, 0. Vector từ đầu tiên. Vector thứ hai là 0, 1, 0, 0. Vector thứ ba là 0, 0, 0. Và vector thứ tư đó là 0, 0, 0, 1. Đấy. Bạn cứ đi từ trái sang phải, bạn thay một cái bằng một còn lại bằng không hết, đúng không? Tương tự như thế với P2 nhá. P2 bạn làm giống hệt. P2 này thì các phần tử của nó có dạng là gì? Là A cộng BX và cộng với CX bình. Đó. Bạn đã đi từ trái sang phải, bạn thay một cái bằng một còn lại bằng không hết. Như vậy cơ sở của bạn là một này, x này và x bình. Đây chính là cách bạn tìm cơ sở tự nhiên. Đối với ma trận thì bạn đi từ trái sang phải và đi từ trên xuống dưới. Thế nào? Đấy, ra thì nó cũng khá là đơn giản, đúng không? Thì bây giờ đến bài 7 đến bài 14. Đây, đây là những cái bài mà bạn sẽ vận dụng những cái remark mà mình vừa viết cho các bạn xem, đúng không? Thì đối với bài 7, bài 8 này chẳng hạn thì bạn nhìn thấy nó có số vector bằng số vector lớn hơn số chiều, đúng không? Như vậy chắc chắn nó không phải là cơ sở và nó sẽ vi phạm cái tính chất độc lập tuyến tính, đúng không? Nghĩa là những tập này là những tập linear dependent. Tương tự như thế bài 9 đến 12 cũng thế, đúng không? Đấy. Đấy. Ở đây người ta yêu cầu là giải thích vì sao không phải là cơ sở mà, đúng không? Thì bài 9 đến 12 này thì bạn cũng có thể chứng minh cái này cũng là linear dependent. Và bài 13 đến bài 14 này thì bạn sẽ chỉ ra được là cái này nó là not spanning. Thế thì chỉ ra như thế nào? Ví dụ mình có thể chữa cho các bạn qua qua bài 7 chẳng hạn nhá. Bài 7 này thì bạn sẽ nhìn thấy này. Bây giờ bạn muốn chỉ ra nó là linear dependent thì thông thường thì bạn có thể lấy C1 vector đầu tiên cộng C2 vector thứ hai cộng C3 vector thứ ba, đúng không? Nhưng mà mình có một cái nhận xét rồi đấy, là nó linear dependent nếu như có một vector mà nó có thể viết được dưới dạng tổ hợp tuyến tính các vector còn lại, đúng không? Ví dụ như cái bài này thì ta rất là dễ thôi. Một lần một không cộng với hai lần không một. Đó, như vậy bạn có là gì? Là một lần của vector 1, 2 cộng với
trừ một lần của vector 10 cộng với hai lần của vector 01 nó bằng 0. Đấy, thì đó suy ra là linear dependent, đúng không? Bài 8 chẳng hạn, đúng không? Bài 8 bạn nhìn thấy hai cái vector đầu tiên của bạn nó đối dấu với nhau, đúng không? Đây, trừ 1, 2 bằng trừ của 1, trừ 2. Đúng không? Như vậy bạn chuyển vế sang, bạn sẽ thấy là một lần của trừ 1, 2 cộng với một lần của 1, 2. À, xin lỗi, 1, trừ 2. Rồi cộng với 0 lần của 2, 4. Nó bằng 0. Từ đây bạn suy ra là linear dependent. Câu 9 dễ rồi đúng không? Có vector 0,0 rồi đúng không? Câu 10 thì có vector này gấp vector kia số 1 lần này. Vector thứ 2 gấp vector đầu tiên 3 lần đúng không? 11 thì gấp 2 lần. 12 cũng gấp 2 lần đúng không? Còn 13 và 14 đúng không? Not spanning set thì câu này cũng rất là dễ thôi. Và có một vector đúng không? Trong không gian 2 chiều thì cái không gian nó sinh ra chính là một đường thẳng. Và chỉ cần lấy một cái đường thẳng mà nó không chứa vector này. À xin lỗi. Bạn chỉ cần lấy một cái vector mà không nằm trên cái đường thẳng chứa vector này là bạn có thể chứng minh được rằng là nó không phải là sinh ra từ cái tập S này rồi, đúng không? Như là bạn lấy vector V bằng 1,0 đấy, thì bạn sẽ thấy là V bằng 1,0. Written combination S. Đấy. Thì bạn sẽ thấy là cái vector V này nó không thể viết được dưới dạng một tổ hợp tuyến tính của cái vector trong S, đúng không? Đấy, và kết luận nó là not spanning set. Ok, à, đấy là tất cả nội dung của buổi hôm nay đấy. Đó, tất cả nội dung của buổi hôm nay. Thì cái kiến thức về cơ sở và số chiều này thì nó cũng là kiến thức trọng tâm của môn học này nữa. Nên là cái phần này các bạn chịu khó các bạn về các bạn làm lại các bài tập nhé. Thì ở đây mình đã chữa hết rồi, mình đã chữa hết các bài tiêu biểu, chữa chi tiết rồi. Các bạn có câu hỏi nào nữa không? Không có câu hỏi nào, không có câu hỏi nào là không hiểu gì hay là các bạn hiểu hết rồi nhỉ? Có thật. Ok, thế thì mình nghĩ là các bạn về nhà các bạn làm bài tập nhá. Các bạn nhớ các bạn làm bài tập. Mình thì mãi thứ tư tuần sau bảo vệ. Tất nhiên là mình vẫn gặp lại các bạn vào thứ hai này rồi đúng không? Nhưng mà mình cũng sẽ dạy theo kiểu này thôi. Mình cũng sẽ dạy kiểu này. Mình cũng sẽ không thể nào mà quá chi tiết được. Dùng hoàn toàn cho cái việc bảo vệ. Thì sau đấy thì mình sẽ sẵn sàng giải đáp các cái câu hỏi của các bạn sau nhé, coi như là mình nợ các bạn đi. Nên là ở đây thì các bạn chịu khó các bạn làm bài tập nhé. Còn có câu hỏi gì thì các bạn cứ để đấy, đó, mình sẽ giải đáp sau. Thầy ơi cho em xin slide của bài này. Để mình gửi cho các bạn cái slide luôn nhé. Mình quên là mình cũng chưa liên lạc với cả